tên là Trương Ngọc Dung. Năm nay mình 30 tuổi, hiện tại mình đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Mình đã từng là cựu thành viên của nhóm nhạc Trio 666. Mình tham gia Trio 666 khi mình mới 20 tuổi thôi. Thì lúc đó có rất nhiều là nhiệt huyết, ước mơ. Vào đúng thời kỳ mà nhóm Trio 666 đang là thời kỳ hy hoàng nhất. Vì rất nhiều lý do mà mình không tham gia nhóm Trio nữa. Mình đã bị stress rất nhiều vì mình cảm thấy mất tự tin vào bản thân mình. Mình biết là bố mẹ không thích mình theo con đường ca hát. Mình muốn qua cuộc thi này thì bố mẹ có thể tự hào về con gái của mình, tin tưởng vào sự lựa chọn của mình và đặt niềm tin vào mình hơn. Như vậy là đã 10 năm bạn tham gia nhóm nhạc rồi đi hát, nhưng mà vẫn không nhận được sự ủng hộ của bố mẹ. Có vẻ là một quãng thời gian khá là kiên trì của bạn. Thời điểm bây giờ thì sau 10 năm ca hát thì mình cảm thấy là mình có phần là hơi bất hiếu với gia đình. Tôi rất là mong là với Giọng Hát Việt bạn sẽ thành công. Đó là một món quà để cho ba mẹ. Đúng rồi, em cũng mong đó là một món quà để khiến bố mẹ có thể tự hào về em. Còn bây giờ thì hãy bước lên sân khấu và hãy chứng minh mình với cấp vị huấn luyện viên và hãy thực hiện món quà đó dành cho ba mẹ của bạn. Chúc may mắn. Chúc may mắn. Mặc dù có rất nhiều kinh nghiệm trên sân khấu nhưng mà hãy nhắc đến là lo lắng. Hy vọng là khi lên sân khấu mình có thể vượt qua chính bản thân mình và nắm lấy thời cơ, vì mình biết là không có nhiều cơ hội như thế này được đứng trên sân khấu. If I were a boy, even just for a day, I'd run out of day and morning and show what I want to do. Bước chung và cùng các vị ban giám khảo. Em tên là gì? Dạ, em tên Trương Ngọc Dung ạ. Em đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Em đã đi hát nhiều chưa? Dạ, em cũng đi hát cũng lâu rồi ạ. Dạ. Em có một cái giọng khàn tự nhiên, cái âm trầm nó rất là hay, và khi lên cao nó cũng rất là có nội lực và dày. Và anh nghĩ đây là một cái màu sắc nó phù hợp với anh nhất, và anh đã bấm chuông ngay từ rất sớm. Và rất may là không có phải cạnh tranh với ai cả. Và xin chúc mừng em về với đội của anh. Em xin cảm ơn ạ. Chúc mừng em. Hồi câu đấu